Cảnh sát giao thông tìm người thân bé gái 8 tuổi đi lạc từ Bình Dương đến Thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường tuần tra, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn phát hiện bé gái 8 tuổi trong bộ dạng hoảng sợ, đứng khóc trên đường nên đưa về công an phường Tân Phong, quận 7 tìm người thân cho bé gái. Khoảng 11 giờ 45 phút ngày mùng 2 tháng 1, tổ công tác gồm thiếu tá Trang Ngọc Hiếu và đại úy Trần Hoài Nam, công tác tại đội cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn, phòng cảnh sát giao thông đại biểu đại sứ công an Thành phố Hồ Chí Minh tuần tra trên đại lộ Nguyễn Văn Linh. Đến điểm giao cắt với đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7 thì phát hiện bé gái khoảng 8 tuổi trong tình trạng sợ hãi, đứng khóc. Tổ công tác dừng xe hỏi han. Bé gái cho biết tên Như, sống tại Bình Dương, bị lạc gia đình không biết đường về. Tổ công tác đã an ủi, vỗ về hỏi han, mua đồ ăn, sau đó đưa cháu bé vào công an phường Tân Phong, quận 7 để nhờ trợ giúp tìm người thân rồi lên xe ra đường tiếp tục công việc của mình. Hình ảnh đẹp của tổ công tác đội cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn giúp đỡ bé gái được mọi người quan tâm và đáng được nhân rộng, gương điển hình trong lực lượng công an nhân dân.